Cho bà Mã Xuyến á, ở Mỹ á, gửi cho anh 500. Ở đây tổng cộng 10 anh thợ, gồm có 3 anh thợ hồ, 5 anh thợ sắt và 2 anh thợ la phong. Dạ em gửi cho anh. Dạ. Xin cảm ơn cô Xuyến ở Mỹ nha. Dạ. Chiều nay thì mình sẽ làm một cái tiệc cho chung vui, cũng như giống như mình đang liên quan với á. Ở này là phần quà riêng của anh. Dạ. Cũng có đâu lợi tại vì anh em hồ rồi sắt rồi la phong cũng là mà cảm ơn cô Xuyến rất nhiều. Không, cái này đẩy này dễ hơn là đẩy bê tông. Đúng rồi. Nói chung là một mình anh lớn là phải làm hết hai công phụ, hết hai anh thợ luôn. Tôi xin chào cô bác kính chị. Sáng ngày hôm nay á, thì các anh em lại đợt có mặt tại nhà của cô Chín để gấp rút những cái hàng mục còn lại của công trình nhà của cô Chín đó cô bác kính chị. Thì như cô bác kính chị thấy là gặp thì cũng là được xây để ngăn vách phòng ra, và anh Vũ cũng đang tiến hành phân phòng rồi khoét cửa sổ để làm hết cái phần tôn đó để bàn vào ngôi nhà sớm nhất. Theo dự tính thì khoảng 4 đến 5 ngày nữa thì ngôi nhà này mới hoàn thành. Tại vì sau khi anh Vũ làm tôn, làm cái phần tôn sắt xong á, thì anh Hợp trở lại là xây vách phòng nè, mặt dựng nè, rồi đóng la phong nè, rồi đi điện, cũng còn khá là nhiều hạng mục cô bác anh chị. Các anh thợ cũng qua đây cũng khá là cực rồi. Sáng nay cũng tranh thủ sớm vì nhà ở xa đó, nên là nữ các anh cũng phải làm sớm so với cái giờ dự định ban đầu. Thay vì 7 giờ thì các anh cũng phải đi sớm hơn tí xíu, 5 giờ mấy là đã thức dậy đi rồi, lật chạy đi 6 ăn sáng xong 6 giờ bắt đầu vô cái công việc. Như cô bác anh chị có thể thấy đó, anh có thể đứng đây. Đây là cái phần này được gọi là cái phần vách ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách thì được xây lên, và ở đây thì mình sẽ dán gạch lên khoảng 1,5 mét, sau đó là đi bê trên cô bác anh chị đó. Ở ngoài mặt trước á thì sẽ dán gạch lên đụng tới trên luôn, còn ở trên này thì mình sẽ đóng la phong đó. Đây là cái lối đi vào hả cô bác anh chị, cái lối đi vào nhà sau, và cái lối đi vào của nhà chính thì nó nằm ở phía bên tay phải của Bùi Hồ nè, nó sẽ không có thẳng từ trước ra sau, nên là nữ cũng có nhiều cô bác quý chị góp ý thì các anh em cũng có rút kinh nghiệm để mà cho cái nhà của cô nó nhìn cũng có duyên hơn, nó nhìn đẹp hơn. Này là xây một ngày hôm nay xong không anh Hùng? Rồi hả? Rồi có tô luôn không anh? Không, chắc nay tô dán gạch luôn. Nay tô dán gạch luôn ha. Nó còn hơi ướt, nó không dám tô. Bữa nay là anh xây ở vách này với vách đằng trước đúng không? Đúng rồi. Cái mặt dựng đằng trước. Qua đây thôi cô bác anh chị. Mình cũng phải cái này là cái chỉ của anh đây này. Anh cứ là ở đây là cái phòng ngủ, ở đây cũng sẽ được khoét một cái cửa sổ ngay tại chỗ này, và cửa sổ thì được làm bằng cái đóng khung inox và cửa nhôm đó, để cho lấy ánh sáng cho cô bác anh chị. Đây là một cái phòng ngủ nữa, hai cái phòng ngủ thì sẽ có hai cái cửa sổ và hai cái cửa phòng đều bằng nhôm hết. Còn đây là cái không gian này được gọi là cái không gian bếp nè, để cô có thể để bếp ga rồi nấu nướng gì ở trong này luôn. Không gian bếp này cũng khá là rộng ha, khá là rộng luôn cô bác anh chị. Sau khi dừng xong thì ở phần sau này nè, tại chỗ lu nước này nè, các anh sẽ làm lại cho nó bằng phẳng và giờ cái lu nước thì ra đi nước lại, và cái phần này á, thì mình sẽ làm cho nó phẳng lại để rửa rau rửa cá gì ở trên này được luôn. Ngôi nhà này thì ở trong cái khuôn viên chính của ngôi nền đó là 12 mét chiều dài, 4 mét chiều rộng. Thì nếu như mà tính phần tôn thì nó chạy dài đến 17 mét, kể cả đến cái phần ở đằng nhà vệ sinh đằng sau luôn. Cô bác quý anh chị thấy những cái tấm tôn trên kia kìa, nó dần qua luôn cái phần nhà vệ sinh, để sau này khi mà cứ mưa vào á thì nước nó không chạy ngược lại. Tuy nhiên thì cô bác quý anh chị có thấy không, ở đây thì nếu như mà mưa gió lớn á thì sẽ tạt vô. Thì lát nữa tí xíu có thể mình nhờ anh Vũ hỗ trợ hàng gửi cây sắt lên nữa, để cho cái phần đó, cái mái trong này nè, nó đứng lên luôn. Tại hai mái này nếu như ấy mưa lớn là nước mưa nó sẽ dội ngược lại đó. Tại vì đây là ngôi nhà vệ sinh mà cô Chín được sự hỗ trợ của nhà nước đó, rồi xây nhà vệ sinh này đó. Trước rồi cái nhà trước thì cô Chín có tiền xây đến đâu xây đến đó, thành thử ngôi nhà ba gian, nhà vệ sinh đi nằm khá là xa, các bé đi vệ sinh nó cũng khá là bất tiện đó. Nên thành thử là bây giờ thì mỗi cái từ từ mình khắc phục, từ từ đến đâu hay đến đó. Chứ nếu như mà coi ngôi nhà mà xây hoàn toàn trên một cái khu nền mới á, thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên thì có nhà vệ sinh được như thế này rồi cũng đều khá là quý rồi. Ở đây cũng có một cái cửa sổ đây nữa nè, một cái cửa sổ đây thôi cô bác anh chị. Đợt này thì các anh sẽ sử dụng cửa sổ loại lớn, đó là 1m2, 1m4, chứ không có sử dụng cửa sổ 8 tấc giống như lúc trước nữa. Mấy anh em có nhận thấy rằng cửa sổ 8 tấc thì nó khá là nhỏ và cái thẩm mỹ của nó không có đẹp, nên là các anh em sẽ thay là cửa sổ là 1m2, 1m4. Một cái cửa sổ không là nó khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu. Tại vì thời gian sắp tới thì sau khi hoàn thành ngôi nhà này á, thì anh Một Đồng được có mạnh thường quân cô hỗ trợ để khoét mấy cái cửa sổ phòng nè, rồi cửa sổ phòng khách nữa ở cho nhà của cô Út bên kia. Thì sau khi hoàn thành ngôi nhà này thì các anh sẽ tiến hành làm cái phần đó luôn. Ngôi nhà này rất là cao cô bác của anh chị, cái đỉnh đó là cao gần tới 4m mấy hay sao á. Lát một tí xíu nó Bùi Hồ hỏi anh Vũ lại, cao dữ lắm. Và cái phần tôn chạy từ cái chốt tôn đằng trước ra thẳng đến đằng sau là đến 17m, có nghĩa là phủ bì 17m tôn. Tôn thì cũng khá là chắc ha cô bác anh chị, tôn này chắc lắm. Tôn này là tôn Hòa Phát, Hòa gì đó, Bùi Hồ không có trong ngành xây dựng. Tôn này là loại tôn rất là chắc luôn, sử dụng tuổi thọ khoảng hơn 40 năm. Cái phòng này thì từ ngang này 4,5 m thì chừa lối đi, nó cái phòng này ngang này 3m, hơn 3,5 m chứ, lối đi khoảng 1m, thì mình thấy là cái phòng này cũng khá là rộng, mặc dù là chiều ngang này nó khoảng 2,6 m phải không anh Hùng? Chiều ngang 3m, chiều dài là 2,5 m. Vậy là có sự chênh lệch chút xíu. Sau khi các anh làm sắt xong á, thì các anh thợ hồ mới làm cái phần nền. Sắt xong thì la phong đóng được rồi, đi điện xong luôn. Còn cái phần nền là sao? Các anh thợ hồ phải đi sớm về muộn, đi trước về sau, đi mưa về gió. Là nữ là cũng sớm về muộn anh Hồ. Dạ, đi trước về sau mà đi mưa về gió luôn đúng không? Lần nào đi cũng bị bắt mưa hết. Thông tin với cô bác quý anh chị như thế này. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng nhận được một sự ủng hộ của một người bà, đó là bà Mã Xuyến ở Mỹ, ủng hộ cho các anh thợ tổng cộng là 300 đô. Ở đây gồm có 10 anh thợ thì 300 đô đổi lại là 7.350.000, mỗi 100 đô là 2.450.000 ở thời điểm hiện tại. Thì ở đây có 10 anh thợ thì mỗi anh Bùi Hồ sẽ thay mặt cho bà phát mỗi anh là gửi cho mỗi anh là 500.000 đồng. Bà có dặn rằng là còn dư bao nhiêu á thì làm một cái tiệc nhỏ nhỏ cho các anh vui. Tại vì làm cái nghề này cũng cực, hiểu nội xa nhà, nên bà cũng muốn tạo cho các anh một cái niềm vui nhỏ nhỏ vào những ngày lao động mệt mỏi như thế này. Thì bà có thông tin là nói với các anh thợ như là anh Hùng nè, cứ lo làm đi, mọi việc thì nó hoan hỷ bỏ qua hết, đừng có gì những cái lời bình luận tiêu cực mà gác đi mọi cái công việc mình đang làm. Đôi khi thì những hoàn cảnh khó khăn lại cần sự giúp đỡ của những người anh như thế này. Nói thật thì Bùi Hồ chỉ là người kết nối với quý mạnh thường quân, và nếu như không có các anh thợ, những người có tâm như thế này làm lội đường xá xa xôi với Bùi Hồ thì cũng là một điều gì đó khó khăn, rất là khó khăn luôn cô bác anh chị. Nên thành thử là ngày hôm nay thì nhận được ủng hộ trong 300 đô từ bà Mã Xuyến ở Mỹ đó, thì Bùi Hồ gửi cho các anh mỗi anh là 500.000 đồng để cho các anh có thêm một cái động lực, một cái niềm vui trong ngày. Và sáng ngày hôm nay thì sẽ gửi cho các anh luôn. Chiều ngày hôm nay thì có sẽ có một cái tiệc nhỏ nhỏ cho các anh để cùng chung nhau với nhau để mà tạo một cái không khí đoàn kết ha, cũng như là cho các anh quên đi cái nỗi nhớ vợ nhớ nhà. Anh Hùng ơi, dạ em thay mặt cho bà Mã Xuyến á, ở dạ. Mỹ á, gửi cho anh 500. Ở đây tổng cộng 10 anh thợ, gồm có 3 anh thợ hồ, 5 anh thợ sắt và 2 anh thợ la phong. Dạ em gửi cho anh. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô Xuyến ở Mỹ nha, gửi dạ. ủng hộ cho anh em có động lực để làm. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, có chút gì cô không? Chúc cô gặp nhiều sức khỏe và làm ăn may mắn. Dạ chúc ạ. Anh Hùng ơi, cô đây giờ nghe cô này nói nè, cô đây nè. Con xin cảm ơn cô Xuyến nha. Nhờ cô ủng hộ cho anh em có tinh thần để làm. Chúc cô sẽ nhiều sức khỏe. Còn đây là cháu của cô thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều đã khắc phục những cái khó khăn để mà đồng hành với em cũng như đi với em để thăm, để cắt những cái ngôi nhà thiện nguyện như thế này. Dạ. Cố gắng lên hành ha. Rồi không có gì, bị mình sống nghề này mình phải đeo nghề này chứ mình không có mà ai nói thì nói kệ người ta, mình cứ làm bình thường mình thôi. Dạ dạ. Chứ đâu giận hờn, chứ giận hờn mình thất nghiệp sao? Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Qua bên đây. Em Chu Xuân Cách. Đây là anh Hùng, người ít nói nhất, mạnh nhất. Ủa anh Lớn. Anh Lớn là một người phải nói là hy sinh thầm lặng, ít nói nhất, mạnh nhất, làm cũng phải nói là rất là nhiệt tình. Mà anh Lớn thì ít nói lắm, lớn con nhưng mà nhỏ lời. Anh Lớn ơi, mệt không? Cũng không mệt gì. Anh bao nhiêu ký Lớn? Có 72 ký à? 72 ký hả? Ảnh là cũng giỏi lắm, là buông cái này ra là làm cái kia à. Lên mạng gì ngại không? Hả? Lên mạng gì ngại không? Ngại bọn gì? Rồi hôm nay em may mặc cho bà Mã Xuyến ở Mỹ gửi cho 500.000 gửi tặng cho anh. Vậy, cảm ơn cô những ngày anh vất vả. Dạ. Cười lên cho bà thấy thôi. Anh Lớn ngại nói lắm. Rồi, chúc anh sức khỏe ha. Dạ. Ở đây nữa cô bác quý anh chị. Sáng nay thì Bùi Hồ cầm 5 triệu thì mỗi một anh là 500.000 đồng. Mười anh là 5 triệu. Còn cái anh ở trên kia nữa kìa, anh Bon. Anh Bon hết này anh xuống thì anh Vũ, bây giờ mình sẽ trao tặng tay của các anh luôn ha. Đây em thay mặt cho bà Mã Xuyến ở Mỹ gửi cho anh 500.000 đồng, cho anh có một cái niềm vui. Rồi chúc anh luôn có sức khỏe dồi dào. Bỏ qua những cái lời trên mạng, mọi chuyện anh cứ bỏ qua hết đi. Dạ. Dạ. Cô gì anh? Mã Xuyến. Mã Xuyến à? Dạ. Ê, con cũng cảm ơn cô Mã Xuyến. Chúc cô Mã Xuyến luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn càng phát đạt hơn. Và cũng cảm ơn các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Cũng là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt để luôn luôn đồng hành cùng với kênh anh Bùi Hồ TV, với Úc Đồng Pháp, với anh Mộc Đồng. Cũng cảm ơn ba anh đi cầu nấu nhịp cầu để đưa những hoàn cảnh khó khăn này cho các mạnh thường quân để cũng kịp thời trợ giúp. Cũng đồng thời cho tụi thợ em có công ăn chuyện làm. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn ba anh. Dạ, anh thông tin với anh đó là chiều này ngày hôm nay thì bà gửi đến 300 đô đặt thì em gửi cho mỗi anh thợ là mỗi anh 500. Dạ. Còn dư lại 2 triệu mấy á, thì mình sẽ làm một cái tiệc nhỏ nhỏ vào chiều hôm nay ha. Dạ. Dạ. Chú ơi. Chú này cô chú quẩn luôn. Đây con thay mặt cho bà Mã Xuyến gửi cho chú 500.000 đồng. Vậy cơ, đây quẩn. Cũng cảm ơn cô Xuyến lấy tuổi hết trời. Bảy mấy rồi. Bảy mấy vậy cũng cảm ơn cô Xuyến nhiều nha, giàu sức khỏe. Dạ cô cảm ơn bà. Dạ. Rồi cố gắng lên ha. Dạ. Bây giờ còn lại là anh Hợp nè, rồi anh Hải, Linh với lại vô trong kia lại cái nữa đi ha. Còn Linh với lại Khánh. Ngôi nhà này cô bác quý anh chị thấy rất là rộng, cao đây là 4 mét mấy, 4 mét 2 anh Vũ ha. Cao lắm cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này thì không có sợ nóng, nhiều cửa sổ lắm. Tổng cộng là mình tới 4 cái cửa sổ, 4 cái cửa sổ, một cái cửa sổ ở phòng khách ở mặt trước đây nè. Rồi 2 cái cửa sổ, 2 phòng, một cái cửa sổ ở chỗ không gian bếp nữa là 4 cái cửa sổ. Ngừng 2 phút. Chấm đi, chờ chấm đi. Em chấm hết đó đi. mình cứ đứng xa xa đó cũng được. Đây chào hai em. Này là phần quà của bà Mã Xuyến ở Mỹ gửi cho hai em. Mỗi em là mỗi bạn là 500.000 đồng để giúp các em có thêm một cái động lực, có niềm vui. Tiếp qua đây. Cảm ơn lời của bà Xuyến. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn bà Xuyến đã ủng hộ cho những người khó khăn và cũng như những người lao động như em cảm ơn. Rồi cho bà coi mặt cái đây, kéo khẩu trang xuống vậy. Ê Khánh đó nè. Dạ hả, đẹp trai ghê không? Giờ mắc một mí giống diễn viên Hồng Quốc không? Rồi, vậy ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ còn lại anh Bon. Anh Bon ơi, khi nào anh mới xuống đất được? Đưa cho anh Vũ giùm em luôn. Thôi em thích đưa cho anh nè. Nói vậy chứ làm đi tí xíu xuống. Làm đi, còn anh Hải nữa. Bây giờ thì cũng cho cô bác quý anh chị thấy tổng thể ngôi nhà, cũng như là thay mặt cho bà gửi cái phần quà. Còn lại anh Bon với lại anh Hải với lại anh Hợp nữa. Tí xíu nữa mình trao tiếp luôn ha, để cho các anh có thể nói lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân nói chung cũng như là bà Mã Xuyến. Tại vì bà nhận thấy rằng đó là các anh thợ làm rất là cực khổ. Có những cái thước phim như thế này mới thấy được cái nỗi khổ của những người mà các anh mà đã tạo dựng cho những cái hoàn cảnh khó khăn cái máy ấm á, thì các anh cũng phải rất là cực khổ, phải chịu mưa chịu gió chịu lạnh để mới có ngôi nhà như thế này. Ngày nào thì cũng phải cần có tiền để nuôi sống cho ít nhất là cho bản thân và cho cả gia đình. Tuy nhiên thì quay như thế này cô bác quý chị mới hiểu thêm về nỗi vất vả của các anh thợ hồ. Ở đây không phải là than, nhưng mà đây là cái nghề của các anh đã làm gắn bó với anh mấy chục năm qua rồi. Dù có quay phim hay là không quay phim thì các anh vẫn phải làm và chia sẻ như thế này để mình yêu thêm những người công nhân, những các anh kiếm đồng tiền nó vất vả như thế nào. Thôi thì đợi các anh về để trao luôn cho các anh. Gửi cho anh Vũ cũng được, nhưng mà thôi anh Bon xuống rồi gửi cho các anh luôn. Giờ ở trên cao chóng mặt không, chứ em leo lên cao em chóng mặt lắm. Vậy mấy em thì quen rồi anh ơi, không leo không được. Em sợ độ cao lắm. Nên là nữ làm cái nghề này cái quan trọng nhất là phải biết leo trèo, không sợ độ cao nữa. Như Bùi Hồ thường hay bị sợ độ cao, có một cái hội chứng là sợ độ cao nên là nữ leo cao không được. Nói chung là cũng vất vả anh Bon ha. Cũng mệt. Làm xa vậy thấy sao? Nhưng mà cũng vui, nó được đi đây đi đó với anh này kia, anh em mình nó thấy cũng vui quá không, nhưng mà nhiều cái thì nó cũng hơi cực, nhưng mà cũng gắng cho sao vậy. Tại vì cái đó nghề của mình rồi, với lại mình đi được giúp người này kia được đó, mình cũng thấy vui. Dạ. Làm chỗ nào thì cũng phải lấy tiền. Tuy nhiên thì có những cái hoàn cảnh thì mình nhận tiền thấy nó cảm thấy nó vui hơn nữa, vui gấp đôi hơn nữa. Tại vì có những cái ngôi nhà thì người ta không có chỗ ở, đôi khi mình đến không kịp thời á thì nhà nó bị mưa gió sập rồi nữa, thấy cũng ấy. Mà nhờ có các anh thì nhà cô Chín hay là nhà cô Út hay những cái hoàn cảnh khác thì hỗ trợ kịp thời, thành thử là cũng giúp cho em được thuận lợi để mà kết nối với quý mạnh thường quân rồi với anh rồi để mà xây những cái ngôi nhà như thế này. Cũng cảm ơn anh cùng với các anh thợ. Và ngày hôm nay thì em thay mặt cho bà Mã Xuyến á, ở Mỹ, bà thì 70 mấy tuổi rồi, gửi cho thấy các anh thợ làm vất vả quá, gửi cho anh phần quà là 500.000 đồng. Dạ. Em cũng cảm ơn bà đã hỗ trợ cho anh em có thêm động lực. Dạ. Chúc anh luôn có sức khỏe dồi dào. Dạ dạ. Cảm ơn với anh luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ anh Hải cũng đã tới rồi kìa. Dạ. Chắc có lẽ là gặp anh Hải sẽ trao luôn. Anh Hải, hồi nãy giờ đi mua đồ hả? Mướn giàn giáo xong chưa? Xong hết rồi. Xong rồi hả? Mướn mấy cái hả? Mướn 2 bộ. Con giáo dễ làm cho nó mau hơn. Đi chỗ nào là phải mướn chỗ đó thôi. Mướn chỗ đó. Giờ không có sao làm trên cao quá mà. Dạ. Bữa nay mình làm la phong được luôn chưa? Đầu giờ chiều làm luôn á. Đầu giờ chiều này là làm luôn hả? Nó giao tới giờ nào làm vậy đó. Dạ. Giao chưa? Chút nó giao. Cái màu la phong là màu bông xanh luôn đúng không? Cái bông xanh. Dạ. Anh thấy màu la phong với màu gạch hợp không? Hợp anh. Anh Hải thì xuống chiều ngày hôm qua Đáng lý là công trình ngày hôm nay mới làm, nhưng mà thấy mấy anh thợ hồ rồi mấy anh thợ sắt làm á, anh cũng đến đây anh chạy rồi ảnh cũng phụ tiếp luôn, thành nữ là chiều ngày nay mới làm nè. Đáng lý là sáng ngày hôm nay xuống vẫn kịp, yeah. Nhưng mà xuống chung vui với mấy anh em thì em thay mặt cho quý mạnh thường quân cảm ơn anh rất nhiều hơn, yeah. Thì thay mặt cho bà Mã Xuyến ở Mỹ gửi cho anh 500.000 đồng rồi, dạ rồi con cảm ơn bà Xuyến có cho 500.000 làm động lực đó xã, yeah. Chúc cho bà sức khỏe dồi dào. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chiều nay thì anh sẽ làm một cái khâu là trang điểm đẹp cho ngôi nhà, đó là đóng lau phong. Ngôi nhà này mà không có cái lau phong thì mình nhìn thấy nó không có, cái ngôi nhà nó không có gom lại, nó không có sáng được, nó không có gì. Nhìn nó mới đẹp. Dạ, anh thành nữ là phải đóng lau phong. Mọi người anh Hợp thôi, anh đi mua đồ hay gì? Mua đồ hả? Cảm ơn anh ha. Dạ, dạ. Tí xíu nữa thì chắc mới chở lau phong vô hả? Dạ. Đây qua đây các bé tí xíu. Ủa chị là sao với lại cháu này là... Chị tên gì? Em tên Hòa. Tên Hòa hả? Dạ. Là cháu hả? Dạ. Ở mặc đồ bé vô đi, mặc đồ bé. Rồi hỗ trợ bà Chính giữ bé hả? Dạ, phụ nấu cơm nấu này cho bả. À. Bả làm được. À. Đi làm nấu cơm, làm đồ ăn làm này kia, bả đi chợ bả than mệt không à, mất làm phụ bả. Ừ. Em bơm chè cũng vậy, bả cũng than mà em quét nhà quét gì cho bả nữa, ừ. Cái bả ngồi chơi đi thì em quét nhà cho, ừ. Nó hồi xưa chiều em quét nhà sạch sẽ hết rồi, ừ. Nó bả đi theo chợ chút là bả than mệt, đi chợ chút là than mệt, nó để đó đi để con đi chợ cho, ừ. Bà Chính cái việc ngồi chơi đi, ừ. Bả không chịu, đi tao đi chợ tao mua này kia tao về mày làm đồ ăn đi thôi giờ. Rồi bà đi đâu mất tiêu rồi? Bà đi chợ rồi. Đi chợ nữa rồi hả? Con cứ để đó, em cứ để đó đi em chịu. Ăn kinh rồi. Ăn kinh. Thấy các bé thấy nhiều nhóc rồi. Cảm thấy là mình mệt dùm cho bà Chính luôn, cô Chính luôn á. Tại vì các bé rất là nhỏ mà không có ba mẹ, có mình bà cô Chính quản lý đâu có xuể đâu. Thành nữ đứa khóc, đứa la, đứa chảy mũi nhiều lắm. Nên là nữ là vừa bệnh trong người nó nên thành sức khỏe nó không đủ, nó cũng quải gấp đôi luôn, quải lắm. Thành nữ là cố gắng làm sao tranh thủ cho nhanh nhất có thể để mà có thể vô nhà sớm. Mà các bé còn nhỏ không biết, chưa có không có người hướng dẫn dự vệ sinh á, thành nữ là đi chân không là cứ lôi lên giường ngủ luôn. Nữ là không biết nói sao luôn á, nhưng mà phải nhỏ thì mình cũng phải có sự giáo dục từ từ thì nó mới lớn lên, nó mới quen được. Ủa anh Hùng khỏi cái bao tay luôn hả? Đưa em coi cái tay nó chai hết hả? Cứng quen rồi hả? Gạch này nó bén lắm, cầm vô đây là nó bén. Nó bén hơn. À gạch nền nó bén hơn nữa hả? Gạch này là gạch xây tường, còn gạch nền thì nó mắc hơn mà nó bén hơn nữa. Ừ. Ngày xưa mới làm đưa vô đây đâu quen đâu, nhưng mà mấy anh cầm là 4 viên á, đúng không? Sách tay 4 viên. Nó cực không? Để con đợi anh Hợp về nữa là xong rồi. Ngôi nhà thì chiều nay là cũng đã nên hình nên dáng rồi, cũng thấy đẹp trai ra đúng không? Ngôi nhà cũng nhờ các anh mà chiều nay ngôi nhà này coi như là hoàn thiện khoảng 70% rồi đó. Chiều nay đóng la phong nè, rồi xây cái mặt dựng ở đằng trước nữa nè. Mà xây cái mặt dựng này các anh cũng phải đổ thêm cái cây đà ở trên đó, chỗ cửa sổ cũng phải đổ cây đà để không nó bị xé tường. Ở mặt dựng ở trước cũng đổ cây đà nữa đó, nên là nữ các anh phải nè, đây những cái cây như thế này, đây là các anh phải gác lên nè, này những cái bê tông này các anh phải gác là ở trong này nó có sắt nha cô bác, quý anh chị. Đây là bê tông để nó cân đối cái tường lại á. Thì chiều nay là nhìn nhà nó khác dữ lắm rồi. Nhớ đăng ký kênh của mấy anh em để mà theo dõi clip, có gì góp ý cho các anh em để các anh em có thể hoàn hảo hơn tí xíu. Rồi chia sẻ clip để lan tỏa những yêu thương. Bây giờ thì chắc có lẽ là đợi anh Hợp về nữa, trao phần quà của ba. Sau đó cũng sẽ tí xíu nữa kết thúc clip cho cô bác anh chị biết luôn. Chiều nay cập nhật tiếp. Trời ơi, đợi anh Hồng hơn là đợi má đi trở về nữa. Mua đồ hết. Sáng giờ đi vòng vòng biết hết Càng Long chưa? Vòng vòng. Biết hết chưa? Chưa, mới đi có một khúc à. Đợi đây ha. Rồi. Mua thêm điện hả? Dây điện hả? Dây điện. Hay gì á? Bơi hả? Bột chắc gôn. Chắc... này mai dán gạch được không? Mai chắc còn đủ đà, chắc mai tô mới dán được, tô xong mới dán. Có nghĩa là cái phần xây ở trên rồi tô xong rồi mới dán gạch. Dán ở trên trước hay là dán ở? Dán thì ở trước thì dán tô rồi dán dưới dán lên. Còn ở dưới này cũng dán dưới dán lên. Rồi xong mới tô cho nó liền mặt. Sau này ngôi nhà mình là nó gạch lên gần tới cái cây sẽ đốn ngang đúng không? Ba tắc, miếng gạch ba tắc này, gạch ba tắc này nè, miếng này một miếng này nè, cho nó chả gạch luôn nè, dán thẳng miếng này luôn đúng không? Một miếng này luôn là ba tắc. Có nghĩa là dán đứng gì luôn nè đúng không? Đúng, miếng một chạy dài là ba tắc mà nó liền gì nhìn đẹp ha. Thì gạch này nó trắng luôn mày, rồi tung tông luôn á. Có nghĩa là liền gì thì nhìn nó dễ thương lắm. Có đôi khi mình sử dụng mấy miếng gạch vuông á, mình cắt ra thấy nó không đẹp. Cái này nó liền lạc gạch thành chủ nhật này, mình tính cho nó liền lạc á. Đó, gạch đẹp hơn cô bác anh chị. Còn cái này là dán ở đường chỉ á, gạch chỉ á. Gạch này nhìn có bông là mấy anh em tự chọn đó. Đừng chửi. Mình dán lên bao nhiêu mình mới đi cái đường chỉ đó ha anh Hợp? Cái này ha, cái này dán lên 4 miếng tới miếng này là 5 miếng chỉ. Cái này chỉ là dán lên mét rưỡi. Lên mét rưỡi hả? Còn ở trước thì dán lên tới đụng tới mấy tô này. Gạch này đẹp. Nói chung là gạch này cái chỉ này nhìn có bông hoa thấy cũng dễ thương. Anh Hợp ơi, hôm nay thì em thay đợi anh nãy giờ nè, cũng gửi quà cho các anh hết rồi. Mình thay mặt cho bà Mã Xuyến ở Mỹ á, gửi cho anh 500.000 đồng. Bà thì gửi đến 300 đô, thì đổi ra được 7.350.000. Thì để cho ở đây mình có 10 anh thợ hết, thì mỗi anh 500 thì là 5 triệu, còn dư còn lại thì bà nói là sẽ tổ chức một cái tiệc cho các anh á. Thì cho nên anh cũng đại diện cho em rồi nói với bà, nói với các anh thợ ha. Đây, chiều nay thì mình sẽ làm một cái tiệc cho chung vui, cũng như giống như mình đang liên quan vậy á. Ở này là phần quà riêng của anh. Cũng có đâu lợi mà tại vì anh em Hồ rồi Sắc rồi Lão Phong cũng là mà cảm ơn cô Xuyến rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh sức khỏe. Mà bà có dặn là nói là chuyện gì ở trên mạng hay là gì bà coi hết rồi. Cứ hoan hỷ bỏ qua. Cảm ơn cô buồn. Mọi chuyện xí xá hết đi. Con cũng cảm ơn cô rất nhiều. Cũng có nhiều nguồn động lực đúng không? Thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cùng với lại đội của anh Hợp, đội của anh Vũ, của anh Hải, Lao Phong nữa, xin chân thành cảm ơn bà. Chúc bà luôn có một cái sức khỏe dồi dào, an lành an lạc, và đặc biệt là gia đình thì luôn ấm áp thành công trong cuộc sống. Và giờ các anh em thì những cái đoạn liên quan á thì sẽ chụp gửi cho bà, gửi riêng cho bà. Còn bây giờ thì chắc có thể lẽ là kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân nhà hảo tâm ở video clip sau ha.